chào tất cả các bạn, mình là Mai Vân Trang và chào mừng các bạn đã trở lại với YouTube channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ review về tất cả các loại bubble. Thực sự trong cuộc đời mình rất hân hoan là không bao giờ nghĩ sẽ có ngày được review bubble. Tại vì mọi người cũng biết từ khoảng 5 năm trước là mình bralette, mình không dùng bra. Tại vì là ngực mình nó cũng không có nhiều mỡ để có thể dùng bra. Thế nên là lúc mà mình mới bắt đầu dùng bra bầu á, thì mình đã mua hết tất cả các thể loại trên thị trường, các thể loại luôn ấy, để hiểu cái cảm giác là bây giờ bắt đầu mặc bra thì phải như thế nào. Thì khi mà bầu thì mình sẽ được lên size ngực một cách tự nhiên nhất, đẹp nhất. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ đến với review các loại bra bầu và các bạn thực sự cần những cái loại bra gì. Vì sau khi mà mua hết tất cả các thể loại thì mình mới thấy là mình cần làm video này cho các bạn, để các bạn không cần phải mua quá nhiều tiền, bỏ quá nhiều tiền vào cái khoản đồ lót khi làm mẹ. Trước khi review chi tiết thì mình xin giải thích cho mọi người cách ngực của mình khi mà có sữa hoạt động như thế nào. Trước đây thì ngực của mình nó chỉ là đồ trang trí, tức là decor thôi. Nhưng mà sau khi có con, sau khi có sữa thì ngực của mình nó có cái mục đích sử dụng. Đấy chính là phương thức công cụ ăn của con mình. Do đó nó sẽ có sữa và nó có phản xạ xuống sữa. Thì phản xạ xuống sữa sẽ xảy ra khi mà thứ nhất em bé bú, thứ hai là ma sát cái vùng đầu ngực, và thứ ba là khi mình cảm thấy vui vẻ quá, hoặc là cảm thấy con mình đáng yêu quá, hoặc thoải mái quá thì ngực mình nó cũng chảy sữa thôi à. Đấy, nó lại lạ như thế. Thế nên là vùng ngực cần phải luôn khô thoáng và dễ chịu nhất có thể, để duy trì một cái môi trường sạch sẽ cũng như là không bị ẩm thấp ấy các bạn. Mình xin chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình thực tế trong cái việc hút sữa đấy, làm thế nào để có thể hút sữa một cách rảnh tay nhất mà không cần phải những cái loại bra rảnh tay như thế này. Nghĩa là mình cảm giác như tất cả mọi người khi mà hút sữa đều bảo là các bạn cần phải có một cái loại bra rảnh tay tốt, tại vì là không có nó không thể nào hút sữa được. Nhưng thực sự với mình, cái bra rảnh tay này nó vô cùng bất tiện luôn. Vì các bạn nghĩ như này nhé, trong khoảng thời gian đầu khi mà các bạn hút sữa là các bạn hút cữ rất là dày, vì các bạn cần phải duy trì sữa. Thì khi mà dày, tức là gần như cái bra này sẽ ở trên người bạn nửa ngày, vì cứ hút xong, nếu mà các bạn không muốn mặc nhá, mặc cái này thực sự không dễ chịu đâu. Tại vì nó là một cái áo quay, khi mà áo quay này nó lại chắc vào thít vào ngực để cho giữ cái máy hút sữa ở trên ngực không, thì nó rất là khó chịu, nó khó thở ấy. Và mỗi một lần hút thì mình lại mặc vào, xong mỗi một lần tháo ra, ví dụ con mình mà nếu mà mình không có người chăm hộ và mình phải gọi là đi ra đi vô để chăm em bé thì mình chắc chắn là phải tháo ra tháo vào cái bra này, và nó rất là bất tiện, nó bất tiện vô cùng luôn ấy. Nó chặt, nó vừa tức ngực, nó vừa khó chịu. Và mình nghĩ là tại sao cái việc mà hút sữa rảnh tay nó lại khó đến như thế. Mình đã mua tất cả các thể loại bra từ ship từ nước ngoài đến hàng Việt Nam chất lượng cao, từ đắt đến rẻ, nhưng mà thật sự tất cả những cái loại này ấy, nó đều như nhau. Mình dùng nó như nhau hết, nên là các bạn không cần phải đầu tư một cái loại quá đắt tiền đâu. Các bạn có thể mua một cái loại mình nhớ là hơn 100.000 cũng rất ok. Đây, mình sẽ để link cho các bạn. Và thứ hai, chúng ta sẽ đến với phần chính của video này. Đấy chính là những loại bra cho em bé bú mẹ trực tiếp, hay là bra bầu nói chung. Thì mình thấy tất cả những cái bra này, thứ nhất là đều không gọng. Các bạn cũng nên mua không gọng, nhưng mà mình thấy là người ta bán đều là không gọng thôi. Tại vì là nếu mà có gọng rất là đau khi mà cho em bé bú, thì các bạn thường sẽ mặc cả ngày. Nó sẽ có khác nhau chỉ khoảng chất liệu thôi, tại vì là cái cấu trúc của nó cũng sẽ như nhau, là để bám vào ngực mẹ, nó có hai lớp và giữ bởi nhau bởi một cái khóa như thế này. Mỗi một lần mà cho em bé bú thì mình sẽ mở cái này ra để lộ vùng ngực của mình để cho em bé bú, và sau đấy lại đóng vào. Đó, như thế. Thì hầu hết nó chỉ khác nhau về chất liệu, thì nó có khoảng 3 chất liệu chính. Một là chất liệu 100% cotton hoàn toàn. Thì mình thấy cái chất liệu này, thứ nhất nó dễ bị xù vải á, cái vải nó hay bị xù xù lên và hơi nóng, hơi thô. Cái thứ hai là cotton pha với một chất liệu nào đấy, hoặc là spandex hoặc là polyester, thì nó sẽ cảm giác mát hơn. Nhưng mà nó vẫn có một cái drawback, nó vẫn có một cái khó chịu là nó có thể khiến cho bạn bị tắc tia. Tại vì là những cái loại cotton này thì nó dễ chịu hơn cái số 1, nhưng mà nó lại khiến cho các bạn hơi bị khó thở một chút về ngực. Mình không biết nó như thế các bạn có hiểu ý mình không. Và cái thứ ba là cao su non, thì gần như là ít cotton mà nó thuần là cao su non. Thì cái này nó, theo mình cảm giác thì nó là mềm mại nhất,
và nó nâng đỡ vùng ngực mình nhất. À, nhưng không phải là cái loại thoáng nhất. Đấy, mình thấy là thật ra khi sau khi thử tất cả các loại cũng không có cái loại nào là chân ái hoàn toàn và không có cái loại nào là dễ chịu hoàn toàn đâu ấy. Cái nào nó cũng sẽ có một hai điểm yếu. À, tuy nhiên thì mình sẽ xin phân tích cho các bạn như sau. Đầu tiên đến với loại cốt tông hoàn toàn thì với trải nghiệm của mình, dù các bạn có mặc kiểu như thế nào, ở đây mình có tất cả các loại kiểu, đầu được cài đằng trước, lúc cài đằng sau, kiểu tam giác, kiểu sport bra, nói chung là nó chỉ khác nhau về chất liệu thôi, còn cái kiểu dáng thì mặc như thế nào cũng được, nó chỉ quan trọng cái cảm nhận của người mặc thôi. Theo cảm nhận của mình thì dù là cốt tông 100% nhưng mà mình vẫn thấy nó rất là dày và nóng. Những cái loại bra bình thường thì các bạn cảm giác như thế này là có nóng hay không, nhưng mà theo mình mặc thì mình thấy rất nóng. Vì khi mà có bầu và có sữa thì cơ thể mình nó cũng nóng hơn bình thường nữa ấy. Khi mà ví dụ sữa về ấy, người mình nóng bừng bừng lên, nên là mình cảm giác mỗi một lần mà mặc những cái bra cốt tông thì nó hay ra mồ hôi ấy. Nó ra mồ hôi ở vùng giữa này, ở vùng ngực, ở vùng nách này, nói chung là nó không dễ chịu lắm. Nên là với mình thì nếu mà các bạn mua một cái loại bra bầu 100% cốt tông mà không có mesh, không có gọi là thoáng những cái lỗ thông hơi á, thì các bạn không nên mua loại quá đắt tiền, tại vì nó cũng sẽ như nhau hết thôi. Loại thứ hai là cốt tông pha với một chất liệu nào đấy thì thường là spandex hoặc là vải bamboo hoặc là polyester, thì tùy vào cái sự lựa chọn của mỗi người. Thì mình thường hay chọn vải bamboo hoặc là spandex, tại vì là polyester thì thường là mình cảm giác nó bí, nó nóng. Như kiểu cốt tông 100% mình có thấy vừa dày vừa nóng, thì thêm polyester thì rất là nóng, tại vì nó hơi kiểu ni lông. Thì mình sẽ thường sẽ theo về cái xu hướng là theo spandex nhiều hơn. Thì ví dụ như là đây, cái loại mình đang cầm như này, thì những cái loại mà người ta đã minh bạch là nó sẽ không thuần 100% cốt tông thì hãy nên chọn những loại mà nó có thoáng khí, tức là nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ li ti như này để thoát khí và làm cái vùng ngực của mình nó thoáng hơn. Nó chỉ thoáng hơn được thôi chứ cũng không thể nào mà đỡ hơn được. Nhưng mà những cái loại đấy thì cái chất liệu vải nó mỏng hơn hẳn so với những loại cốt tông 100% hoàn toàn. Nó nhẹ hơn hẳn luôn ấy, thì khi mặc nó rất là dễ chịu. Thì mọi người có hỏi là ví dụ mà mỏng như thế thì có che được hết cái vùng ngực không ấy, thì người ta thường có bán thêm đệm, những cái miếng nệm gọi là cái mút ngực ấy. Thì nếu mà các bạn thích, các bạn có thể áp thêm vào, nhưng mình thì không. Mình cảm giác là khi mà ngực mình thoải mái nhất có thể thì sữa dễ nhiều hơn. Mình sẽ không cảm giác bức bối bí ở trong người ấy. Đó là loại mà mình thấy ok nhất khi sử dụng hiện tại, đấy chính là loại bra bầu cao su non hoàn toàn. Mình cũng không biết là có mới ở trên thị trường không, nhưng mà không phải loại truyền thống, vì cái loại này nó không có viền, thế nên là nó không bị lằn khi mà các bạn ví dụ dùng quá chật hay là ngực quá căng ấy, thì nó sẽ gây lằn nếu mà các bạn dùng những loại cốt tông bình thường khác. Nhưng mà nó sẽ không thoáng như là khi mà mix cùng với cốt tông. Nó sẽ vẫn mát, tại vì là cái loại này rất là mỏng, nó mỏng và nó nhẹ và nó che phủ tốt, nhưng nó lại không hoàn toàn thoáng như là bạn dùng các loại mà có chất liệu cốt tông ở trong. Ví dụ như là khi các bạn đi ra ngoài trời nóng, nó dễ sẽ khiến ngực mình hơi bị bức bối, hơi bị bí, hơi bị ra mồ hôi một chút. Thế nên là cái loại này sẽ nên dùng khi mà các bạn ở nhà 100%, nhà thoáng mát thì mình thấy nó dễ chịu nhất. Còn khi đi ra ngoài thì mình vẫn nghĩ là những cái loại mà liên quan đến cốt tông thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và nó sẽ gọi là thoáng, gọi là cái độ thoáng mát nó sẽ tốt hơn ấy. Đó. Sau khi mà sử dụng tất cả các loại bra bầu thì mình cảm nhận là mình không cần bra hút sữa, vì bra bầu này cũng hoàn toàn có thể hút sữa. Lấy ví dụ nhé, đây là một cái loại bra mà mình mua ở Shopee Indonesia. Và mình nghĩ là ví dụ một cái loại bra này nó đắt tiền thì về nó có ok hơn không, thì chất lượng nó cũng y như là các loại mà các bạn mua ở Việt Nam, nên là các bạn không cần phải đầu tư quá nhiều tiền cho một loại bra truyền thống dành cho con bú. Mình sẽ để link những cái loại mà mình mua ở dưới cho các bạn tham khảo. Nhưng mà các bạn không cần phải đầu tư quá nhiều tiền đâu, những cái loại bình thường nó cũng đã rất là tốt rồi. Kết luận lại thì mình nghĩ tất cả mọi người đều nên có một chiếc bra truyền thống cho con bú như thế này, tại vì khi mà các bạn sử dụng những cái loại bra này thì nó là loại nhẹ nhàng nhất, cảm giác dễ chịu ở trên ngực nhất, và các bạn vừa có thể dùng cho em bé bú hoàn toàn và vừa có thể hút sữa được luôn. Và mình sẽ demo cho các bạn là cái cách mà sử dụng cái bra này để hút sữa như thế nào.
Và đây là phần thực tế bonus khi các bạn hỏi mình là khi mà bầu ấy thì chọn những cái bra nào để mặc những cái áo 2 dây, nghĩa là không muốn hở cái dây ra và vẫn cho con bú được thoải mái. Thì với mình nhá, là khi mà mình cho em bé bú thì mình hay mặc những cái áo body hoặc là những cái váy bodycon ấy, thì nó bám vào người luôn và mình chỉ cần dán ngực. Có 3 cách sử dụng bra khi mà các bạn mặc gọi là áo không dây hoặc là những cái áo quây hay là những cái áo mà không muốn hở, gọi là để lộ vùng ngực ấy, thì nó có những cái cách như sau. Đầu tiên là một cái miếng lót ngực như thế này. Cái miếng này nó sẽ khác khi mà các bạn sử dụng khi mà ngực mình vẫn còn là đồ decor nhé. Khi mà đồ decor thì các bạn có thể dùng những cái loại silicone dính thẳng vào trên ngực, nhưng mà khi mà các bạn mà có sữa rồi ấy, thì các bạn không dính được vào ngực đâu, tại vì cái vùng nó bây giờ rất là nhạy cảm, các bạn không thể dính ra dính vô được. Mà mình sẽ dùng một cái miếng lót như thế này, để cái vùng dính là ở trên áo. Mình sẽ dính cái vùng ở trên áo vào, thì đây sẽ là cái miếng như kiểu miếng lót đệm ngực. Hoặc các bạn cũng có thể dùng miếng lót sữa nếu mà nó dày đủ để có thể che được. Và thứ hai là loại bra quay. Đây là một cái loại bra quay mà ở đằng sau trong suốt và cũng có những cái dây trong suốt để các bạn có thể mặc những cái váy mà nó hoặc là những cái áo mà nó không bám vào người. Kể cả khi mà các bạn mặc ví dụ váy maxi hay là những cái váy mà nó kiểu không ôm vào người ấy, thì các bạn vẫn có thể sử dụng được những cái áo như thế này. Những cái áo này thì nó có một cái nhược điểm là nó sẽ không có cotton trong này đâu, nó sẽ là nylon mix với cả spandex. Nó sẽ rất là khó chịu. Khi mà các bạn xác định là các bạn mặc những cái áo quây như này thì các bạn phải chấp nhận một điều là nó rất là bí. Và thứ tư là áo lót ngủ. Mình để đây là một phần riêng vì cái này nó cũng không hoàn toàn là cần thiết, nhưng mà với ai mà có nhu cầu giống mình hoặc là muốn tham khảo thì đây là một phần mình cảm giác là mọi người có, nó sẽ rất là dễ chịu khi mà mặc ở nhà hoặc khi đi ngủ. Chiếc áo duy nhất mà mình tìm mua được là của Medela, là một cái hãng mà về hút sữa mà mọi người cũng hay biết á. Mình không dùng máy hút sữa của Medela, nhưng mà đây là một cái áo bra gọi là slip bra thật sự chất lượng, và mình mua mình cảm giác rất là đáng tiền, và mình mua thêm cái nữa, mình có 2 cái để thay đổi. Thì cái áo này nó mỏng lắm, nó không che phủ được nhiều đâu, nhưng mà sẽ dành cho những người thật sự rất dễ chịu khi mà ở nhà, mình ở nhà hoàn toàn và cái khoảng thời gian mà cho em bé bú á, hoặc là buổi tối đi ngủ á, thì mình mặc cái này, thứ nhất là nó có một cái độ nâng ngực nhất định. Ví dụ từ 100, từ 0 đến 100 thì nó sẽ nâng ngực mình khoảng 30%, là vừa đủ để không cảm giác sệ khi mà ngủ á, ngủ có thể kiểu sập sạch sệ. Nó cũng tiện khi mà cho em bé bú nữa, tại vì nó là cái kiểu vạt ấy, vạt chéo kéo ra kéo vô cũng rất là dễ chịu. Trong này thì không có cotton, nó là nylon với spandex thôi, nhưng mà thật sự là cái chất lượng của nó mình không biết, mình nghĩ là một cái công thức độc quyền nào đấy khiến cho cái vải này cảm giác như cotton và nó rất là mỏng nhẹ. Nó mỏng nhẹ vô cùng khiến cho mình cảm giác không bị bí, không bị bức bối, không bị làm sao hết, mình có thể mặc cái này cả ngày mà không bị chảy sữa. Nó không bị thít vào người, nó giống như một cái chiếc sport bra nhưng mà nó lại mỏng hơn. Tuy nhiên nhược điểm của nó là giá thành rất cao. Đây là cái sản phẩm mình thấy là đắt nhất trong những cái sản phẩm áo bra mà mình mua đấy, nhưng mà mình lại thích nhất. Nó hơi extra một chút, nhưng mà mình nghĩ là khi mà ở nhà với con, ngực mình trở thành một cái công cụ mà sử dụng cả ngày, thì mình nghĩ là cũng đáng tiền thôi, cũng đầu tư một chút xíu cho mình cảm giác được nuông chiều một tí, nuông chiều cái ngực của mình một tí. Đó, thế thôi. Và cuối cùng là những lưu ý khi mà lựa chọn size áo, tức là khi mà các bạn bầu thì các bạn không nên mua quá nhiều áo ngực, tại vì là cái size ngực của mình nó sẽ gọi là lên xuống thất thường lắm. Sau khi mà đẻ xong thì ngực mình sẽ rất to, nó như tảng đá, hồi đấy nó mình lên đến tận XL, nhưng mà sau khi cái ngực của mình nó gọi là tự điều chỉnh cái lượng sữa để về với cái lượng sữa em bé bú bình thường á, thì nó lại chuyển về size M, nên là các bạn đừng mua size quá lớn so với cái khoảng thời gian các bạn bầu. Ví dụ các bạn bầu mà size S thì khi mà các bạn sử dụng áo ngực sau khi có sữa thì nó chỉ là size M thôi, không nên mua những cái quá chật chắc chắn rồi, tại vì nó rất là khó chịu. Các bạn đừng nghĩ là ngày xưa các bạn không có ngực mà đến lúc mà các bạn đẻ á, đẻ xong các bạn ngực vẫn thế đâu, mà ngực nó sẽ to lên. Do đó chúng ta không nên mua quá nhiều. Nếu mà các bạn mua ở trong vấn đề giai đoạn, tức là bầu sẽ có một loại áo, đẻ xong sẽ dùng một loại áo, và duy trì cái việc mà cho em bé bú sữa hoặc là hút sữa thì nó sẽ là một loại áo riêng, nghĩa là các bạn cuối cùng cũng chỉ khoảng cần 3 cái áo thôi các bạn ạ, không cần quá nhiều. Thay giặt bình thường mình nghĩ là 3 cái 4 cái là đủ rồi, mình là quá nhiều, vì thật ra đến tận bây giờ mình chỉ dùng 2 cái slip bra thế thôi. Và kết luận lại thì đây sẽ là những chiếc áo mà các bạn thật sự cần. Đầu tiên là một chiếc áo ngực truyền thống, thứ hai là một chiếc áo quây hoặc là một chiếc dính ngực
quây để sử dụng khi mà các bạn mặc áo mà nó cần không lộ dây á, và một chiếc optional slip bra, thế thôi. Và đến đây là đã kết thúc video rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận đây. Và nếu các bạn có kinh nghiệm gì hay là muốn chia sẻ gì thêm thì hãy comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lần sau.